Thí dụ như giờ mình không giảm cân, mình sống 10 năm mà mình giảm cân mình đẹp trở lại mà lại sống 15 năm. Mập lắm, nói chung là bự lắm. Mà giờ thì thấy phải đi làm đẹp, giờ thấy phải đẹp nhiều rồi. Đâu có biết bà đây làm tới hồng, bây giờ về thấy bà ốm rồi mới biết. Mới hỏi rồi bà mới nói là bà đi làm chứ vậy đó. Ý như ba phần là bây giờ chỉ còn là một phần thôi. Mập thì nói chung là mình cái gì nghe nó cũng mệt, với mệt mỏi với phần nó cũng xấu, đi ra nó không được tự tin á. Ốm lại rồi dòm nó bận đồ thì có dốc chán rồi, với phần nó dòm nó trẻ hơn. Bất ngờ tại vì thấy mới đi đây mà có kết quả vậy đó, thấy đẹp. Ý như ở mấy cái người khác thì mình coi trên mạng thôi không à, còn như bả là sáng bên đây là mình thấy trực tiếp. Hồi lúc đó mập thì nó ngay cái cổ cọc cằn đó, về bữa nào cũng lằn nhằn nhằn nhằn. Từ hầu mà đi dưới về kiểu bớt nhẹ, bớt cái căng á, tụt ký á, kiểu con người cũng thoải mái, cũng không có lằn nhằn như lúc trước. Cái phần lúc trước nó cũng bệnh hoạn, đau, chiều giờ lên ngủ cũng phải bóp tay bóp chân nó tiếng một nửa tiếng, bữa nửa tiếng rồi nó mới hết bệnh. Giờ sau này giờ cũng không có bóp tay bóp chân nữa. Thì ngày cũng có uống thuốc mà mua tiệm thuốc tây rồi đó, cũng về uống rồi thấy nó hả hết, còn thuốc thì nó cũng tụt cân, mà hết thuốc thì nó lên cân lại, uống thời gian không mấy tháng. Thì cái ngày thì đi mua đạm thì chở đi qua đi lại vô mấy siêu thị, nhiều khi cũng không mua đạm nào bận vừa thì mập quá, mà bận vô đạm vô thì mập quá thì lùng thì coi cũng không được, chặt chậu không mua cũng không được. Rồi có giờ này thì nó giảm cân vậy, bật vô là bận vừa liền. Sau mà đi khám đi làm với là giảm cân, về đi con người thoải mái lắm, không có đau nhức nhối gì nữa, không có đau. Không có đau khớp đâu gì. Lúc đó ngay cũng không có nghĩ mà giảm dữ gì đâu. Nó sao giảm gì, giảm quá trời. Lúc đó giảm mà ốm thấy rõ. Cháu mấy ký mà còn là 52, 54 ký mà. Vợ đẹp thì cũng mình cũng nở mặt nở mày đồ, cũng thấy cũng hạnh phúc. Có bạn thì có thằng bạn nhiều khi nó cũng hỏi sao mày một lần vợ mày mập lắm sao nay vợ mày ốm dữ vậy. Thầy thấy thì thí dụ giờ năm mấy sáu mấy ký mình giờ giảm 12 ký vậy thì thấy xuống vậy là cũng vừa đầu. Chứ giảm xuống quá thì nó cũng ốm, coi nó kỳ quá. Thì nó ngay thì giờ chở vợ đi thì tới dưới cô Na, mà vợ mình nó giảm cân thì cũng như cảm ơn cô, cứ nữa cảm ơn cô Na. Thì vợ mình tụt cân thì cũng mong muốn thì giờ cũng không có gì hơn, vợ mình nó đẹp được là mong muốn y ý muốn của mình rồi ra đầu. Nó hồi xưa là nó cũng cỡ khoảng sáu mấy bảy chục ký, mập nhỏ con mình mập quá xấu. Cách đây khoảng độ vài ba tháng nay là nó đi làm ốm lại có hiệu quả, bữa nay là rõ mất đi 5-10 ký nhưng mà dốc dáng người coi như là đẹp hơn. Coi như hồi xưa ở bước ra đường là kêu con gái mập không. Nhưng mà đúng ra ở đây nông dân mà có nghĩa là cũng nghe trên TV rồi trên mạng thì nó cũng giới thiệu cũng nhiều chỗ tùm lum hết đó à. Nhưng mà ở đây là đúng ra mình nông dân người ta không có tin. Nó bây giờ có nó đi làm thực tế rồi nó về quê, bây giờ nó về ở đây nói chung ra mọi người ta cũng thấy cái tin tưởng, là thấy chỗ làm đó có tình có lý được. Mấy chục ký mất đi mười mấy ký là dữ lắm chứ đâu phải bình thường. Nhưng mà đúng ra giờ là nhìn thấy nó là thon có eo đồ được, coi như là lịch sự. Con người mình phải biết, có nghĩa là mình cũng vậy. Bản thân mình cũng muốn ra đường cũng phải coi mọi người nhìn thấy được. Mà nếu mà vợ mình đi ra đường mà mọi người ta khen ngợi, người ta thấy được thì mình cũng vui chứ. Thì nên làm cái đó đâu có sao. Thí dụ như giờ mình không giảm cân, mình sống 10 năm mà mình giảm cân mình đẹp trở lại mà lại sống 15 năm. Thì nhìn thấy rõ ràng, có nghĩa là trước đây, cách đây khoảng độ vài tháng chứ đâu có lâu. Thì nó là khác hẳn, bây giờ nhìn coi như là người đẹp, thon gọn lại, đẹp đẽ, mần cũng dễ nữa. Còn hồi đó mập quá mần đâu có nổi, đi tới đi lui còn mệt, đừng đi chi làm. Bệnh rồi mần không được, hoặc là nó ột ẹt xấu rồi mần được rồi cọc cằn.
Nhưng mà bữa nay là tin được hay không là mình thấy trước mắt, thực tế nó ở gần đây. Chứ còn nói trên TV, nói thấy nghe vậy thôi chứ còn không tin. Tự tin đó, tự tin cái chỗ gái làm này là Corina này thấy là rõ ràng như ban ngày vậy đó, tự tin rồi đó. Hệ thống Việt Mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ sở 2, số 1, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ 1900 0361 hoặc 078 712 2222 để được tư vấn trực tiếp.